Thưa các bạn, cũng như những nghị quyết khác của Đảng Cộng sản Việt Nam, nghị quyết 36 trên NQTW là một văn kiện có tính định hướng chiến lược, một chủ trương chính sách lâu dài về công tác người Việt ở nước ngoài. Chủ trương đó có gì ghê gớm mà nó lại tạo ra sự run sợ đối với dân chống cộng cờ vàng bấy lâu nay, kể từ khi nó ra đời. Tại sao từ khi văn kiện này được phổ biến, cộng đồng cờ vàng cứ như ngồi trên chảo lửa, hô hào cảnh giác loạn cả lên, thành lập đủ thứ ủy ban để chống cái nghị quyết này? Ai cũng có thể rất dễ tìm đọc toàn văn nghị quyết 36 trên NQTW trên Internet mà dân cờ vàng gọi là nghị quyết 36, cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam tạo ra để chống họ. Như tên gọi của nghị quyết nêu rất rõ là nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Nghị quyết này đánh giá tình hình người Việt đang sinh sống ở các nước trên toàn thế giới và định hướng công tác liên quan đến họ. Đọc toàn văn nghị quyết không có đoạn nào chống lại cộng đồng cờ vàng, duy nhất trong phần đánh giá tình hình có đoạn một số ít người đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, ra sức chống phá đất nước, phá hoại mối quan hệ hợp tác giữa nước sở tại với Việt Nam. Đây là một thực tế hiển nhiên, đánh giá này không mới và cũng không sai. Về đánh giá này, cờ vàng sẽ phản biện rằng họ không đi ngược lại lợi ích dân tộc và phá hoại quan hệ của nước sở tại và Việt Nam. Họ chỉ chống lại chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. Vậy thì họ trả lời ra sao khi họ chống lại việc Việt Nam gia nhập WTO, chống lại việc Việt Nam tham gia vào Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, chống lại hàng hóa Việt Nam, chống lại việc đầu tư vào đất nước họ, chống lại việc mở rộng ban giao của Việt Nam và Hoa Kỳ, và nhiều vấn đề khác nữa. Tất cả những điều họ chống không ai phủ nhận được rằng sẽ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam. Rõ ràng chống nghị quyết 36, họ đang đi ngược lại lợi ích của dân tộc Việt Nam. Nội dung của nghị quyết 36 trên NQTW tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi nhất, dễ dàng nhất để hỗ trợ người Việt ở nước ngoài hướng về đất nước, đóng góp sức người sức của cho đất nước, bảo tồn văn hóa Việt ở nước sở tại, tăng cường liên kết cộng đồng để tương trợ nhau. Tất cả chỉ có vậy. Như thế thì cờ vàng chống nghị quyết 36 là chống cái gì? Chống lại sự phát triển của đất nước mình ư? Chống lại việc bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc ư? Hay là chống lại việc đồng bào đóng góp công và của cho đất nước mình chăng? Tưởng chừng câu trả lời là không, nhưng hỡi ơi, nó lại đúng như thế. Cờ vàng không bao giờ muốn đất nước phát triển, cờ vàng không bao giờ muốn kiều bào mình đóng góp gì cho đất nước. Và hơn thế, họ tẩy chay cả hàng hóa dân mình đổ mồ hôi tạo ra. Hành vi này vô cùng khó hiểu đối với cộng đồng các sắc dân khác, nhưng nó đang tồn tại trong cộng đồng cờ vàng. Bởi vì bất cứ điều gì làm cho hình ảnh của chính quyền Việt Nam được nâng cao là họ chống, bất kể và bất cần lợi ích của dân tộc, miễn là gây khó khăn cho chính quyền Việt Nam là họ thỏa mãn. Nghị quyết 36 trên NQTW với chiến lược rõ ràng và tốt đẹp như thế, nhưng lại làm cho cộng đồng cờ vàng lo sợ và ra sức chống đối là bởi họ đánh hơi thấy rằng về lâu dài, nó có tác dụng tách những người thật sự yêu quê hương đất nước ở hải ngoại ra khỏi ảnh hưởng của cái cộng đồng cờ vàng. Bầy đàn chống cộng sẽ bị thu hẹp và cô lập. Thời điểm mà dân cờ vàng run sợ lo lắng cho cái tiền đồ của mình không phải năm 2004 khi nghị quyết 36 trở nên là tuy tế đức ra đời, mà từ năm 1994 khi Mu bãi bỏ cấm vận Việt Nam và thiết lập bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995. Nhưng chẳng lẽ cờ vàng chống Mu? Vả lại có bao giờ cờ vàng dám chống Mu? Cho nên nghị quyết 36 trên NQTW ra đời, cờ vàng bám ngay lấy để có cái cớ mà chống, với mong mỏi cộng sản càng suy yếu càng tốt, bất chấp lợi ích quốc gia dân tộc. Nghị quyết 36 trên NQTW nhắm đến đối tượng là hơn 4,5 triệu người đang sinh sống ở trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trực tiếp thực hiện và cụ thể hóa công tác người Việt ở nước ngoài là Bộ Ngoại giao. Không thấy có chủ trương và hoạt động nào nhắm vào dân cờ vàng cả. Không phải Việt Nam không chú ý đến đám này. Tuy nhiên, chống lại hoạt động lật đổ, chống lại những thế lực gây nguy hại cho tiền đồ Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là nội dung của nghị quyết này và cũng không phải là nhiệm vụ chính của Bộ Ngoại giao. Thực hiện nghị quyết 36 trên NQTW là nhiệm vụ của mọi ban ngành, nhưng trực tiếp là Bộ Ngoại giao, trong đó có Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài do một thứ trưởng phụ trách. Chưa thấy cờ vàng có động thái nào chống lại những hoạt động của ủy ban này trong suốt thời gian qua. Từ những hội nghị Việt Kiều được tổ chức quy tụ kiều bào khắp nơi trên thế giới, cho đến việc tổ chức những chuyến thăm biển đảo, những trại hè cho thanh niên trên toàn thế giới, những cuộc giao lưu biểu diễn nghệ thuật được tổ chức rầm rộ đúng theo tinh thần của nghị quyết 36, không thấy lá cờ vàng nào phất lên mà chống. Đơn giản là họ không thể chống việc thi hành một nghị quyết
36 của Đảng Cộng sản Việt Nam như họ hô hào. Chống lại một chính sách không ai khác hơn phải chính là người dân trong nước lên tiếng mới có kết quả. Cho rằng chỉ cần phất lá cờ vàng ở bên kia đại dương là có thể phá sản một chủ trương lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam là điều hoang tưởng. Dân chống cộng cờ vàng cường điệu lên về sự đe dọa của nghị quyết 36 đối với tiền đồ cờ vàng, vì lẽ rằng họ thấy được nghị quyết này hợp với lòng dân, chắc chắn sẽ thu hút được kiều bào ở hải ngoại về nước ngày càng nhiều, sẽ giúp Việt kiều nhìn thấy đúng thực tế đất nước, bẻ gãy những xuyên tạc vu khống của họ, nâng cao hình ảnh của chính quyền Việt Nam, và dĩ nhiên điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần chống cộng, phương hại đến quyền lợi của đám chống cộng cờ vàng. Chính sách của chính quyền Việt Nam đối với người Việt ở nước ngoài sẽ tạo điều kiện huy động nguồn lực người Việt khắp nơi trên thế giới đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Điều này sẽ làm giàu cho đất nước nhưng lại nâng cao uy tín và hình ảnh của chính quyền Việt Nam là điều cờ vàng không bao giờ chấp nhận. Cờ vàng lập ra đủ thứ ủy ban để chống lại nghị quyết 36, chống lại một cái nghị quyết là điều hết sức mơ hồ, không thực tế, vì để thực hiện nghị quyết này sẽ có rất nhiều hoạt động của các bộ ngành không thể chống hết được. Thế là họ gộp tất cả những hoạt động mà họ cho rằng có lợi cho Cộng sản là thi hành nghị quyết 36 để phát động chống lại. Thi hành thì phải có con người, nhưng họ không tìm đâu ra con người thi hành nghị quyết này trừ những người ở sứ quán, lãnh sự được bưu bảo vệ. Thế nên họ chỉ biết cáo buộc lẫn nhau, chụp mũ cho nhau là thi hành nghị quyết 36, chụp cả lên đầu những ca sĩ, ca hát kiếm ăn để có cái cớ mà chống. Tầm nhìn của họ không qua khỏi cái cục điện bô sa, cho nên họ ra sức chống lại những cái nhỏ nhen không hề đe dọa đến lá cờ vàng. Nhưng họ lại không hề thấy và không thể chống lại được những hiểm họa to lớn sẽ làm cho cộng đồng cờ vàng trở nên lố bịch, kệch cẩm và bị cô lập vì những trò nói láo bấy lâu nay bởi sự phát triển của truyền thông trong nước ra hải ngoại như Vũ Bảo, mà họ chỉ biết bó tay đứng nhìn. Họ phát động biểu tình, thậm chí giả gái xịt hơi cay vào một ca sĩ mà họ cho là anh này đang tuyên truyền thi hành nghị quyết 36 của Cộng sản, dù anh này chỉ hát vài bản nhạc tình đang được giới trẻ hát ra rả hàng ngày. Ca sĩ này bị cáo buộc là thi hành nghị quyết 36 của Cộng sản chỉ vì anh ta là hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, một hội đoàn có gần 10 triệu thành viên, tập hợp thanh niên công tác xã hội. Một hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chắc chắn không thể có vai trò gì trong việc thực hiện nghị quyết 36 của Bộ Chính trị. Lo sợ anh này đang thi hành văn hóa vận là kiểu giải thích vô cùng ngu xuẩn mà chỉ những cái đầu cờ vàng mới tưởng tượng ra. Lý do cáo buộc một hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên truyền nghị quyết 36 của Bộ Chính trị là một cáo buộc lố bịch chưa từng thấy mà bất cứ người dân nào trong nước nghe qua cũng phải bật cười. Dốt nát về hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đến như thế mà cứ vô tư và tự hào phơi bày cái dốt của mình, lại còn hồ hởi khoái trá khi tấn công ca sĩ này, cho rằng đã tát được vào mặt Cộng sản mới là trò hề bất hủ mang nhãn hiệu cờ vàng. Thế nhưng, đối với dàn nhạc giao hưởng quốc gia tập trung những đảng viên Cộng sản thứ thiệt với lực lượng hùng hậu có thể xem là đội ngũ tuyên truyền văn hóa có tầm cỡ trình diễn tại Carnegie Hall, một trong những nhà hát lớn và danh tiếng nhất nước Mỹ, thì không thấy có bóng lá cờ vàng nào dám hó hé biểu tình. Đơn giản là vì khán giả ở đây có rất nhiều người là người da trắng, mà cờ vàng thì bao giờ cũng rất sợ vật lòng của bu. Chết nhát nhưng bà Hòa là bản chất cố hữu của cờ vàng. Ngày xưa chưa đánh đã chạy, quan càng to chạy càng nhanh, bu ho một tiếng là vãi cả ra quần, bu hăm he vặn cổ tổng thống cờ vàng. Thế là tổng thống hoảng hốt ký ngay vào giấy khai tử chế độ. Khi đánh hơi thấy ngày tàn của cờ vàng cận kề, tổng thống cờ vàng chạy trước nhất, thủ tướng bám theo sau, tướng tá nói đuôi, chạy nhanh hơn cả bu đến nỗi bu cũng phải ngỡ ngàng. Khi bu đang tất tật lo di tản con dân của mình thì tướng tá cờ vàng đã tẩu nhanh như có cánh. Quan càng to càng thấy rõ tiền đồ cờ vàng trước nhất và chạy nhanh nhất. Những con vịt chậm chân đành ngậm đắng nuốt cay, tự động tự nguyện chui vào trại cải tạo Cộng sản. Cộng sản chẳng cần phải tốn công bắt anh nào, chẳng anh nào dám trốn, để rồi sau này khi được định cư tại xứ bu trở thành những cái lo to mồm nhất, quên quan nhất. Nào là từng ở tù Cộng sản, nào là cựu tù chính trị, rồi tập hợp bầy đàn mặc áo lính chợ trời gắn lon lá cho nhau, hùng hồn ba qua về quân lực của mình để chống cộng. Xưa nay trên thế giới này chưa có anh tù chính trị nào lại khăn gói quả mướp tự nguyện chui vào nhà tù của đối phương để trở thành tù chính trị mà bao qua như các anh cờ vàng này cả. Trong trại cải tạo, anh nào cũng phải học tập, phải
phải làm bản thu hoạch kiểm điểm không đếm xiết. Chẳng thấy anh nào dám ho một tiếng, anh nào cũng vân dạ nhìn ra cái bản chất lính đánh thuê của mình, chẳng kiếm đâu ra cái khí phách cờ vàng. Nhưng sang Mỹ, anh nào cũng to mồm vạch ngực khoe thành tích tù chính trị. Bày dịch này to mồm, nhưng bản chất nhát gan cố hữu không thể giấu vào đâu được. Nếu có anh nào dám xông pha chơi trội dùng nhiều quái chiêu chống cộng sẽ được ca tụng tung hô làm anh hùng cờ vàng ngay. Chống cộng, nhưng hễ thấy có hơi hám cộng sản là cứ loạn cả lên, cứ thấy bóng dáng bu dính vào là hại lắm, cho nên không bao giờ dám vẫy lá cờ vàng ở những nơi có bu đang thưởng thức nghệ thuật, dù đó là nghệ thuật do cộng sản biểu diễn. Văn công cộng sản tung hoành khắp thế giới, chẳng có nơi nào cho rằng đó là tuyên truyền cho cộng sản cả, chỉ nghe thấy những luận điệu này từ cái mồm mấy anh cờ vàng. Đánh giá tổng kết của Nguyễn Xuân Vinh, được xem là một trong những lãnh tụ cờ vàng trong một bài phỏng vấn của báo Người Việt, đủ cho thấy mấy chục năm qua, cờ vàng bỏ bao công sức mà vẫn chưa nhổ được cọng lông nào của cộng sản để làm vốn đối thoại. Chỉ cần nhổ được một cọng lông của cộng sản thôi, thì các thợ nổ bô sa sẽ đưa cờ vàng lên tầm thế giới. Nhưng điều tưởng chừng rất đơn giản ấy mà họ vẫn lay hoay 43 năm rồi. Khí thế lụi tàn, đồng hương rơi rụng, cộng sản chẳng cần đánh cũng chẳng cần đến nghị quyết gì mà cờ vàng cũng đã tổn thất nặng nề. Các băng nhóm cờ vàng có đặc điểm là hỗn tạp hỗn lốn, chửi bới nhau, chụp mũ nhau, tự làm suy yếu nhau, vì trong số này lẫn lộn người có học, kẻ thất học, có trí thức, có cu li, có khôn dặn, có ngu đần, có cả tâm thần tinh tửng. Ứng xử thì tự phát, chẳng ai bảo được ai, dẫn đến hành động vô văn hóa, nếu không muốn nói là mất dạy, mà chính họ với nhau cũng phải lắc đầu ngao ngán, rùng mình bó tay. Nếu ai đó lên tiếng phê phán thì lập tức có ngay cái mũ Việt gian hay thi hành nghị quyết 36 úp lên đầu. Cũng là thành viên chống cộng như nhau, nhưng anh thì thích dùng chữ Việt gian để chụp lên đầu đối thủ, anh thì thích chơi chữ bưng bô cho nó đủ trọng lượng, có anh thì lại thích dùng chữ bú đích cộng sản mới bỏ tức. Có anh cũng cảm thấy xấu hổ với chiến hữu của mình, nhưng sợ bị gọi là bưng bô, đành phải chấp nhận sống chung với xú quế của bầy đàn. Kể từ khi nghị quyết 36 trên NQTW ra đời năm 2004 đến nay, kiều hối gửi về Việt Nam từ 3 tỷ đô đến nay đã gần 20 tỷ đô. Và theo như con số của Ngân hàng Thế giới, thì Việt Nam đứng thứ 16 trên 30 quốc gia trên thế giới có lượng kiều hối chuyển về nhiều nhất. Đám chống cộng, chống nghị quyết 36 thế nào mà càng chống kiều hối càng về nhiều, càng tăng vọt như thế? Có bao giờ họ sơ kết cái công việc chống nghị quyết 36 đã làm cho cộng sản tổn thất cái gì chưa? Thi hành tinh thần nghị quyết 36 trên NQTW, mới đây kênh VTV4 quảng bá tại Mỹ với thương hiệu VTV America chính thức được phát sóng trên 3 kênh của đài truyền hình Megahead Network có trụ sở tại Fort George, Virginia. Đặc biệt, 60 phút chương trình tiếng Anh của VTV4 sẽ được phát sóng hàng ngày từ 11 giờ đến 12 giờ trên kênh Megahead Worldview, Megahead 10, với tới 30 triệu thuê bao truyền hình số mặt đất, cáp, vệ tinh và tenco trên khắp nước Mỹ. Đây mới chính là công cụ tuyên truyền nguy hiểm nhất của Cộng sản và là nguy cơ rất lớn đối với cờ vàng. Nhưng khổ nổi, nó lại dính đến buộc, cho nên cờ vàng đành ngậm đắng, cuốn lá cờ vàng mà bó tay nhìn Cộng sản tung hoành trên đất buộc. Chẳng thấy các quỹ ban cờ vàng nào ló cái đầu ra mà chống. Có thể thấy cái vũ khí mà cờ vàng dùng để chống bấy lâu nay vẫn chỉ là lên tiếng và biểu tình. Những vũ khí này đang mất dần tác dụng, thậm chí phản tác dụng. Nó không còn là con ngáo ợp có sức đe dọa cộng đồng như những năm trước đây và hoàn toàn vô tác dụng đối với chính quyền Việt Nam mà họ đang ra sức chống. Chống chính quyền Việt Nam, họ chỉ còn thứ vũ khí nói láo, nhưng từ khi truyền thông phát triển như vũ bão, vũ khí nói láo đã không còn phát huy tác dụng mà còn bị lãnh những đòn hồi mã thương nặng nề. Biểu tình và lên tiếng càng ngày càng cho thấy chỉ là tỏ sự thái độ một cách giải tỏa uất ức, phản đối vu vơ của một số thành phần rất cực đoan, không còn lôi kéo được quần chúng và hoàn toàn không đạt được hiệu quả chống cộng. Cuộc biểu tình chống cờ máu nhân ngày Quốc khánh Việt Nam năm 2012 chỉ có 7 que cờ vàng vừa đủ chất lên một chiếc taxi là hình ảnh điêu tàn tiêu biểu nhất cho cái khí thế cờ vàng nó thê thảm như thế nào. Thế nhưng, người ta lấy làm ngạc nhiên rằng ngày 16 tháng 9 năm 2012, cờ vàng đã huy động được khoảng 300 người biểu tình chống nghệ sĩ Hồng Vân, một nghệ sĩ hài từ Việt Nam sang biểu diễn vở kịch Kỹ nghệ lấy tay, một tác phẩm văn học lớn của Việt Nam mà dân cờ vàng không thể xuyên tạc được. Để tập hợp được con số này, các cơ quan truyền thông cờ vàng đã bỏ ra cả tuần lễ để kích động,
Nội dung kích động không phân tích được vở kịch Kỹ Nghệ Lấy Tay nó nguy hại gì cho cộng đồng cờ vàng, do đó phải đánh vào lòng tự ái cờ vàng rằng một đảng viên cộng sản công khai tuyên truyền nghị quyết 36 giữa lòng thủ đô tị nạn là sự thách thức nghiêm trọng mà cờ vàng không thể bỏ qua. Đằng sau âm mưu kích động này còn có thế lực đen cạnh tranh thương mại, nhưng những cái đầu óc cờ vàng cực đoan, thậm chí xuẩn ngốc, không thấy và không cần biết nội dung và tác động tuyên truyền nghị quyết 36 nói như thế nào. Cờ vàng chỉ cần có cớ hội hợp nhau hò hét để thỏa mãn lòng tự ái và ghen tức. Cũng chỉ vì để hò hét thỏa mãn sự tức tối, thỏa lòng tự ái hảo mà đám đông cờ vàng đã thể hiện đúng bản chất quan giả, chỉ có thể dùng chữ mất dạy để mô tả. Một khán giả mua vé xem kịch khi được hỏi có sợ đám người đang biểu tình không, đã thẳng thừng phát biểu mạnh mẽ rằng: "Không lẽ thấy đàn chó mà sợ à? Tôi là người mà, tôi xem tụi nó là đàn chó mà thôi." Cuộc biểu tình đã cho thấy rõ tính ô hợp, mất phương hướng và cờ vàng tự vả vào mặt mình bởi thái độ du côn mang rợ bị kích thích theo phản ứng bầy đàn. Một cuộc tập hợp bầy đàn chỉ để hò hét với nhau phô trương cái tinh thần mất dạy mà nói là để chống cộng như thế thì chắc chắn rằng người Việt chân chính sẽ tránh xa họ như tránh xa hủi khi nghe đến chữ chống cộng. Thời hoàng kim ngày nào, với rừng cờ vàng tấn công áp đảo trần trường, một thời là niềm tự hào của cờ vàng đã đi vào dĩ vãng. Có một tên dám treo cờ ảnh lãnh tụ cộng sản khiêu khích mà đã làm náo loạn cộng đồng cờ vàng, tập hợp được cả ngàn người biểu tình suốt 53 ngày đêm. Đó được xem như là một chiến tích oanh liệt và tự hào nhất về tinh thần đồng tâm chống cộng, và đó là cuộc biểu dương lực lượng rầm rộ nhất mà cờ vàng cho rằng đã răn đe được bọn cộng sản nằm vùng. Sức mạnh ấy tưởng chừng nó được nhân lên gấp bội với sự kế thừa của lớp trẻ, tuy nhiên nó lại tuột dốc một cách thê lương như chiếc xe đứt thắng không phanh. Đến hôm nay, có thể nói thẳng ra rằng hầu hết thế hệ thứ nhất của cờ vàng cực đoan đã tuyệt vọng và không còn trông mong gì thế hệ kế tiếp nói bước mình giải thể cộng sản nữa rồi. Nhất là lá cờ vàng, nó đang ngày càng ngoắt ngoải điêu tàn. Nhìn họ mấy năm qua cứ lai quay khoắn lá cờ vàng trong chậu rửa chân, cố còng lưng vớt nó lên, nhưng dù có làm đủ mọi cách, nó vẫn tả tơi rách nát, không còn cái uy lực như những ngày đầu sang nước Mỹ, đủ thấy ngày tàn của nó đã cận kề. Có một thời, cờ vàng là biểu tượng của quyền lực người quốc gia chống cộng. Không ai có thể xem thường lá cờ này nếu muốn yên ổn làm ăn. Chỉ cần phất lá cờ này lên là bọn cộng sản, bọn Việt gian thân cộng co rúm người lại. Chỉ cần phất lá cờ này lên là có tiền. Cờ vàng qua như thế cho nên ai cũng phải nịnh và dinh danh cờ vàng. Đám tiệc, đám cưới, ma chay, hội họp, người ta cũng treo cờ vàng để khẳng định lập trường quốc gia, dù chẳng biết người ta có chấp nhận nó hay không. Ở đâu có cờ vàng là ở đó hừng hực khí thế quốc gia. Nếu loài thú hoang đánh dấu lãnh thổ của mình bằng mùi nước tiểu đái lên gốc cây thì cờ vàng được phất lên như là một biểu tượng đánh dấu lãnh thổ, xác định lằn ranh quốc cộng. Bất cứ ai không chấp nhận lá cờ vàng, bất cứ ai miệt thị lá cờ này là phải chống đến cùng. Thế mà hãy gõ vào máy tính để tìm cụm từ cờ vàng trong chậu rửa chân mà xem. Có đến 104.000 kết quả của Google chỉ đến chỗ chứa lá cờ vàng là cái chậu rửa chân. Không ai nghĩ được rằng có ngày lá cờ biểu tượng quốc gia kia lại an vị trong cái chỗ dơ dái mà chết thê thảm đến như thế. Ngày lá cờ vàng bị dìm vào chậu rửa chân, nhiều người đã hình dung được nó đã bắt đầu đi vào giai đoạn chết lâm sàng. Kẻ bị cho là chống đối miệt thị cờ vàng không còn lén lút, không còn giấu mặt. Thế lực cờ vàng bị thách thức nghiêm trọng. Dù có là cộng sản hay không, thì đây là minh chứng cho thấy bắt đầu có sự công khai chống lại băng đảng cờ vàng. Nó công khai khiêu khích bằng cách nhúng lá cờ vàng vào chậu rửa chân. Nó công khai ca tụng lãnh tụ cộng sản, hành động khiêu khích gấp trăm lần tên Trần Trường. Nó miệt thị quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, rồi nó cúi rạp mình nhận sai lầm. Cờ vàng biết nó chơi điểu nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn, vì chúng nó tự nhận là chống cộng và vẫn tôn thờ cờ vàng. Và nhất là cờ vàng đã mỏi gối chồn chân sức cùng lực kiệt, chấp nhận dậu đổ bìm leo. Cờ vàng luôn quên quan tự cho mình là một thế lực khả dĩ đối thoại để yêu sách với chính quyền Việt Nam. Hơn ai hết, chính quyền Việt Nam hiểu rõ cờ vàng họ là ai và cái thế và lực của họ như thế nào. Chỉ nhìn cái quân lực của họ đủ thấy họ hoang tưởng ra sao. Một quân lực chỉ có quân không có lực, quân thì chỉ có quan không có lính, chỉ có già không có trẻ. Một quân lực mà vũ khí chỉ có lá cờ vàng và cây súng nhựa và cái mòm. Một quân lực óc nhỏ, gàn tèo,
Chỉ có cái mồm to mà đòi giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam đang làm bạn của Bù thì thật là hoang tưởng. Hành xử phi dân chủ để đòi dân chủ là cái đặc điểm lố bịch nhất của cộng đồng Cờ Vàng. Sử dụng đám đông để cả vú lấp miệng em, dùng cái nhãn hiệu tị nạn cộng sản để buộc mọi người làm theo ý mình, nói có lợi cho mình là ngăn chặn tư tưởng đối nghịch, là cách Cờ Vàng từng làm để áp đảo, răn đe và thao túng cộng đồng, và dường như đó là cách duy nhất không thay đổi mấy chục năm qua. Không phải nghị quyết 36, không phải cộng sản, không phải Bu, mà chính Cờ Vàng đang tự giết chết mình. Dù có nghị quyết 36 hay không, với tốc độ phát triển truyền thông bùng nổ như hiện nay, cái bộ mặt thật của Cờ Vàng đã hiện rõ, không còn che đậy được nữa, không còn lừa bịp được nữa, không còn nói láo được nữa. Chưa cần biết cộng sản tốt hay xấu, khi nhìn thấy được bộ mặt thật của Cờ Vàng, người Việt ở hải ngoại càng ngày càng xa lánh họ. Vì thế cho nên số lượng Việt gian ngày càng tăng vọt ở ngay chính tại cái thủ đô tị nạn của Cờ Vàng là điều không ai ngạc nhiên. Trong cộng điên khùng ơi trời ơi, toàn là những vua mông. Đây bô xa toàn cứng gió, người ăn xin đứng đây đương kiếm tiền ăn cơm chi. Nhìn Lý Tông thằng đàn ông mặt vây, trong cộng đã hết bao năm qua, dân trong cộng không nhà. Ôm cờ ba que, cờ ba que xó la. Cali ơi, sao bây giờ khổ quá, ngày đêm lo kiếm tiền đồng thuê rồi trả góp. Lòng đau xót trời cao nào có thấu, ác mộng của thiên đường. Cali ơi, trong cổng ơi, còn đâu nữa đứng đó mà mơ. Và cụ đế khoác vào bộ chính y, cầm cờ quơ một tuần ba bốn lần là o tùm lum. Cali giờ biến thay, trong cộng dòng điên khùng. Đây Cali đâu có phải thiên đường, ơi trời ơi, toàn là quần ăn bám. Bao năm qua Cali sầu thê thảm, ngày ngày lo kiếm tiền sớm quay về tổ quốc. Nhìn ngơ ngác mặt mày ngủ hết điếc, trong cộng đừng ngâm buồn.
đâu nữa, đứng đó mà mơ. Và cô đây khoác vào bộ chân y, cầm cờ quơ một tâm ba bốn lần, là o tùng lâm ca ly giờ biến thay trong đồng dòng điên khùng. Đây ca ly đâu có phải thiên đường, ơi trời ơi toàn là quần ăn bám. Bao năm qua ca ly sầu thê thảm, ngày ngày lo kiếm tiền sớm quay về tổ quốc. Nhìn ngỡ ngàng mặt mày ngủ hết việc trong cổng đừng ngâm buồn.